Jerome Apping bị ép phải giải nghệ vì bạo lực học đường, nạn nhân còn có băng ghi âm. Giữa liên hoan phốt bạo lực học đường của Sao Hàn, mới đây, một bài đăng ẩn danh trên mạng xã hội đã tố cáo cuối tuần này sẽ bóc một nữ idol được biết đến với hình ảnh tươi sáng, chân thành, thực chất là kẻ bắt nạt. Và đến hôm nay, danh tính nữ idol đã được hé lộ, đó chính là Jerome Apping. Vào sáng hôm ngày 5 tháng 4, tờ Sport Kyunghang đã đăng tải cuộc gặp gỡ độc quyền với Kim, bạn thời tiểu học của Jerome. Người này tố trưởng nhóm Apping là kẻ bắt nạt cô. Khi cô 18 tuổi, cô gặp lại Jerome trên một con phố ở Sachangdon. Tôi mỉm cười với Jerome nhưng cô ta trừng mắt nhìn tôi. Sau đó, bạn bè của cô ta nói với tôi, "Này, Jerome muốn đánh mày, rồi kéo tôi đến một con ngõ nhỏ. Tại đây, cô ta nói, tao không thích cái kiểu mày cười với tao, rồi tát vào mặt, đá vào chân tôi." Kim cũng cho biết nhóm nhạc của nữ idol đã đánh, đấm vào đầu, vai và lưng cô, khiến cô bị sưng mặt và bầm tím khắp người. Sau khi chứng kiến Jerome ra mắt cùng Apping và gặt hái thành công, Kim đã phải trải qua những quãng thời gian khó khăn vì tổn thương trong quá khứ. Kim cho biết cô đã gửi tin nhắn trực tiếp qua Instagram cho Jerome, yêu cầu một lời xin lỗi. Nhưng sau đó, nạn nhân lại bị phía Jerome kiện tội, bôi nhọ, phát tán thông tin sai lệch, ép cô phải nhận tội và bị cảnh sát điều tra. Khi nạn nhân gửi thông báo đến Play M Entertainment, công ty quản lý của Apping, phía công ty không có phản ứng mạnh mẽ, thậm chí còn cho rằng đó chỉ là hành động của anti-fan. Sau đó, Kim đã liên lạc với Jerome, mong nhận được lời xin lỗi. Khi Jerome yêu cầu gặp trực tiếp, Kim từ chối vì bị tổn thương. Trong cuộc gọi thứ hai, trưởng nhóm Apping thay đổi tuyên bố của mình, khẳng định không quấy rối, bắt nạt, hành hung Kim. Thế nhưng, nạn nhân Kim cho biết cô đã ghi âm lại cuộc gọi đầu tiên để chứng minh tuyên bố của mình là sự thật. Ngay sau cuộc gọi với Jerome, những người khác từng tham gia hành hung Kim cũng gọi cho cô. Họ gọi cho tôi ngay sau khi cúp máy với Jerome, bảo rằng trí nhớ của tôi bị sai lệch rồi. Khi được hỏi vì sao, đến khi loạt drama đấu tố sau bạo lực học đường lắng xuống mới đi bóc phốt Jerome, nạn nhân cho biết cô ta đã hoạt động trong ngành giải trí lâu rồi, nên tôi lo sợ có thể chính mình sẽ bị tổn thương khi tố cáo. Nhưng nỗi đau từ quãng thời gian đó đã biến thành bệnh tật, nên tôi quyết định hành động. Giữa tâm bão bị bạn cũ tố và gửi file ghi âm chỉnh sửa đến các cơ quan truyền thông nhằm bóp méo sự thật, cô nàng vẫn nhận được rất nhiều sự ủng hộ. Lý do giúp cô được bình vực nhiều như vậy là bởi luôn gắn liền với hình tượng tài sắc vẹn toàn, tính cách mẫu mực và hiền hòa. Jerome nổi tiếng luôn đối xử tốt với mọi người xung quanh và khiêm nhường với tất cả các nhân viên. Cách đây 5 ngày, Play M Entertainment đã có hành động phủ đầu trước khi đệ đơn kiện Kim tội phỉ báng và đe dọa. Tuy nhiên, Kim cho biết cô sẵn sàng tiết lộ chi tiết vụ bắt nạt và sẽ có hành động pháp lý đối với phía Jerome. Trả lời tờ Sport Kyunghang, đại diện pháp lý của nạn nhân cho biết, nếu công ty của Jerome tuyên bố có những lời cáo buộc này là sai, thì tức là một trong hai bên đang nói dối. Chúng tôi có rất nhiều bằng chứng để chứng minh Kim vô tội. Chúng tôi sẽ có hành động pháp lý mạnh mẽ đối với Park Jerome. Đáp lại điều này, phía Play M Entertainment cũng có động thái cứng rắn. Những cáo buộc của Kim khiến Park Jerome cảm thấy bị đe dọa và rõ ràng đó là hành động cố gắng hủy hoại hình ảnh của cô ấy. Ngay cả sau khi đính chính, Kim vẫn cố lật lại câu chuyện. Về vấn đề này, như đã nêu trước đó, chúng tôi cũng sẽ có hành động pháp lý dựa trên bằng chứng của chúng tôi. Màn đấu tố căng đét này khiến dân mạng không khỏi ngỡ ngàng, netizen không khỏi xôn xao, bàn tán xem ai đúng ai sai trong vụ kiện này. Ngay sau khi bị tố cáo là kẻ bạo lực, những hình ảnh bay lắc trong quá khứ của trưởng nhóm Apping cũng đã bị đào lại, khiến dân tình càng thêm hoang mang.